Xin chào các bạn đã đến với kênh Michi Review của mình. Hôm nay chúng ta cùng review phim tình yêu hoán đổi thế giới qua nhà Gipman Money nhé mọi người. Ở tập trước quen rủ Ta Lê ở chung, sách cái hàng qua nhà quen ở có khịa vài câu về quần áo của Ta Lê thật nhiều màu sắc để quen có cảm hứng. Mà sao thiếu cái quần xịp lò khe vậy ta? Ăn bổng ngô, hai khứa này cũng không yên đòi làm cơn mưa bắp rang lãng mạn, không ăn để em ăn sao hay anh lại vứt. Mệt. Ta Lê vào xúc miệng chuẩn bị đi ngủ, Quen cũng lèo đèo theo sau để được xì kem dùng đó. Thấy ghệ mình quan tâm như vậy, Quen đồ dẫn chút xíu quay sang thịt con nhà người ta đó. Thực chất nãy giờ là tưởng tượng, Ta Lê kêu ở với nhau đường nào cũng quánh nhau cho coi, Ta Lê vung tiền cho ứng trước tiền nhà để khỏi mắc công. Quen không chịu phải có Ta Lê ở chung mới cảm thấy yên lòng, Quen cũng phải tìm bạn mới nữa nhưng không chịu vì đã xác định được mai đẹp tini của mình rồi. Ở chỗ hiệp hội, bà chị gấp ghim thèm trai quá sao gạ vào phòng mình ngủ cứ để đang ngăn lại. Bà chị hỏi em tun mà không có. Bà nói bà nhớ đến nồi kể từ tuần sang giờ, giờ sang phút, phút sang giây bị đắn ngăn lại nhớ gì mà nhớ dữ vậy má. Gấp ghim hỏi Ta Lê có thấy trống vắng khi thiếu đi tun không? Nhìn cái mặt đù hiểu nha mọi người. Ta Lê ngồi học nghĩ lại chuyện quen nhờ Ta Lê hát bài cho mình nghe hồng có chịu vì đang cắm mặt vào game. Ngồi nhớ lại tuổi thân quá nên ngồi gặm nhấm lại cây guitar để có dịp hát cho quen nghe. Cuối bữa thi, Ta Lê cứ nghĩ đã qua được kiếp nạn thi cử nhưng không. Thằng Phát Si đã thông báo thằng Tê Si đã không đăng ký môn tiếng Anh tha hồ học một mình nha con. Ta Lê bắt đầu nhập tâm vào tâm trạng gặm nhấm nỗi buồn khiến cho hai lũ bạn cốc đít rời đi để Ta Lê một mình. Về tới nhà ngồi thần thờ, nghe tiếng kêu cứ ngỡ quen không phải. Hai khứa này thấy bạn mình buồn nên tới lấy bia nhậu với mở phim mà Ta Lê sáng tác. Ngồi xem mà cứ nghĩ về quen và những câu nói ngọt đến tiểu đường muốn nói. Than đau đầu rồi đi vào phòng ngủ. Ngủ đâu không thấy, chỉ thấy mở danh bạ của quen lên coi không muốn coi. Bởi ta nói mấy người yêu đương hay điên điên khùng khùng không đâu vào đâu hết. Hai khứa bạn của TC cũng dậy đánh thức Ta Lê, trời biện pháp mạnh đi. Để rồi phi lên chỉ thấy cái gấu trên giường mà người đâu ha. Ta Lê trong khi đó đang tới nhà tìm quen, gặp mẹ của Pa Cân mời vào nhà niềm nở. Chị mẹ nói thằng Pa Cân như đứa tự kỷ. Suốt ngày ở trong phòng lì lì trong đó, Ta Lê đến cũng tốt, dỗ thằng bố đi nhá. Ta Lê gọi quen mà không trả lời do đeo tai nghe. Tháo ra chê bạn mình đã già đến nổi râu còn bạc trắng được, quen cũng chả phải dạng vừa gì cũng chết mặt Ta Lê. Nghe mà không biết nghe nhạc gì nên Ta Lê cất lên giọng hát ngàn vàng của mình cho quen nghe. Người cũng gặp, hát cũng xong, định cốc đít đi về bị thằng bồ ngăn lại tâm sự vùng kín. Hai nhân vật của chúng ta bắt đầu thả thính nhau bằng số phút, số giây xa nhau vì quá nhớ nhau thì ông cái cho đỡ nhớ. À thằng này do thiếu tiền nên về nhà ở cho khỏi làm phiền bố mẹ Pa Cân, còn nếu nghe điện thoại Ta Lê sẽ không kìm được mà chạy tới chỗ Ta Lê. Quen cũng đã cố tìm việc làm trong khoảng thời gian này nhưng không phù hợp vì thiếu Ta Lê và rất chán. Chị mẹ gọi xuống ăn lót dạ, và bản bố Pa Cân đã kể khi quen về chỉ nhắc về Ta Lê người giỏi giang đồ đó. Tới chuyện lên phường thì ké miệng bố lại. Chị mẹ và ông bố cũng đi vào bếp để con mình tò te hù hí với xa đẹp, khen bố mẹ dễ mến xong cái mời bánh cho nhau ăn. Con nết ăn nè dọn nguyên cái bánh vào miệng, quen cũng thích mà là thích nhìn Ta Lê ăn, thôi thì tao ăn hết để giữ trinh đít. Thằng Abby vào la ầm ầm lên, Ta Lê nhớ tới cái giọng thô lỗ nhưng dễ mến của áp quá trời quá đất. Có tam quan rồi phải gọi cho phu cho đủ bộ tứ nhưng sóng yếu quá. Bất ngờ chưa ông già cu cũng tới trước mặt những đứa khùng điên rồi. Không phải tình cờ hay số phận sát đặt chỉ là quen đã kêu gọi mấy khứa này khi Ta Lê đến rồi, áp xin miếng bánh thôi mà cũng khó khăn. Đánh, chỉ mặt từng đứa vì bánh này cho em người yêu bé nhỏ rồi, không ăn bánh mình ăn vỏ. Đốt pháo sáng rực ý chí nhưng cháy ít quá. Vù cũng nói nhóm mình không được ngã phải đứng dậy. Áp cũng ù theo có thất bại vẫn không lùi bước nhưng quen lại không nghĩ vậy chắc chắn sẽ thành công. Cả nhóm vui mừng. Ta Lê cũng nhập hội nâng bia sẽ hồi trinh trở lại. Ngủ mà cũng báo cho được. Ta Lê vừa chỉnh vừa nhớ lại lời U nói khen cho Áp bằng cách đá xéo việc lời nói phiền phức nhưng hài ước. Áp cũng vậy cũng nhớ tụi bạn. Tới lượt quen, trả lời chuyện lúc này rằng toàn những lời yêu thương nhắn gửi quen, trực giấc thức dậy làm Ta Lê hú hồn con chim én. Hay là chưa phát hiện ra những lời mình nói. Quen đành đạch kêu Ta Lê chịu trách nhiệm với giấc ngủ của mình, chỉ có cách đếm cừu thôi nha. Đòi văn học đồ đó, đòi âm thanh tự nhiên đó. Ta Lê éo hiểu tiếng biển như thế nào nên xì đái, phun nước miếng tai quen, dừa. Giờ là ngưng nói chuyện hay vồ đít xoa lưng để ngủ. Quen cũng muốn vậy nhưng mấy tuổi rồi, không vỗ quen ngủ thì mình vỗ Ta Lê bằng cách xoa tai. Tôi nhìn muốn có một anh bồ như quen ghê đó. Tra thông tin dấu hiệu đáng yêu, trả lỗ liệu quá hay sao mà để lũ bạn phát hiện. Biện lý do viết kịch bản nữa chứ, hỏi cô gần không được mình hỏi bạn. Hai đứa hoang mang bạn mình chuyên gia chắp đâu phải dạng đùa, Ta Lê bắt đầu diễn vở kịch ngu ngơ không biết gì về tình yêu. Kitơ giảng đạo khi yêu chỉ cần người ấy ở bên và sợ người ấy biến mất tâm không thấy đâu. Môi tâm trạng một chỗ cái quen bắn tùm lum vào người Ta Lê cho nó giống MV của những người thất tình lâu năm. Quen chỉ đang giúp ông bố tưới cây nhưng thấy Ta Lê ngồi xinh quá nên lại ngắm. Ta Lê kiểu cút mẹ mày đi thằng kia. Ta Lê để ý chiếc xe gần đó, hỏi quen mới biết đó là chiếc xe mà ông bố đã mua lại từ một người bạn bán rẻ cho ông và chiếc xe này để trưng thôi không làm được tích sự gì hết. Ta Lê có ý tưởng làm ngôi nhà di động cho nhóm Ferlenker Zedit. Có bồ để làm gì, để sai làm việc vặt, Ta Lê cũng không ngoại lệ trong tình huống này. Hai người tung tăng với nhau làm việc rất hăng xây nhà, quen nhìn đã biết có ý tưởng trong đầu rồi, Ta Lê cũng không giấu gì về già Ta Lê cũng muốn có một chiếc xe di động như vậy. Quen vẫn thấy thiếu là một người luôn đi theo Ta Lê. Mấy khứa báo cũng đến, đứa đặt quyền tủ lạnh,
đứa đặt quyền ghế sau, đông đủ hết cả quen có món quà dành tặng cho nhóm theo kiểu của ít lòng heo. Là một cây kèn rồng dài từ 8 đến 25 mét. Cả nhóm than nhưng quen có cách và cây này đại diện cho sự may mắn xen lẫn tình yêu rất phù hợp cho việc viết kịch bản tình cảm của nhóm. Thao túng tâm lý xong cũng vui, lòng cho cây vào xe, hai khứa này đi vào dọn đồ ra xe, nói chuyện tầm lào về việc làm phim bằng cuộc đời của hai khứa này, bị chị mẹ cắt ngang xương. Ra chụp ảnh, ông bố khoe đây là chiếc máy ảnh lâu đời lâu kiếp rồi mới lấy ra xài, quen nói luôn cái kết cho ta lê, ép sân chụp, đẹp quá. Ngồi xem lại bức ảnh nghĩ về tương lai sau này, cái có ai gọi đến cắt ngang. À, anh đang nhờ ta lê và quen làm phim cho người xuyên không mới đến đây. Anh và chị quá mệt mỏi rồi nên làm đi nhá, trả công thích đáng cho. Có cái góc quay cũng chơi qua chơi lại với nhau, chị góc viên quà khỉa giống bù nhau. Hai đứa này bắt đầu yêu thương nhau bằng những cú đấm thần sầu. Đã điều chỉnh góc quay, vào quay thì chỉ nói về chuyện hoang mang, sợ hãi nhưng cũng dần quen và gặp được mai đẹp tini. Hai anh chị nhìn biết có con lũy tình yêu rồi. Quay đã xong, chị gắp viên sẽ đãi gà tới tận đít rồi cốc đít ra chuồng gà chơi, khen chị gắp viên dễ thương mình cũng đi về. Mở hộp gà KFC, nghĩ lại lúc quay của chị khuyên có lý do nên mới xuyên không ở thế giới này, hỏi quen thì nói chắc gặp ta lê để yêu nhau, nhiều. Hai người này ăn ngứa quá hay sao? Đòi chụp hình mà cái nét chụp cũng đâu phải dạng vừa gì, cứ để quen chỉnh rồi ép sân, đấy đẹp mê ly. Mệt, làm gì làm đi cứ để tôi ăn được rồi. Ngay có miếng, anh đắn gọi nói có chuyện khẩn cấp, thông báo rằng chị gắp viên lên cơn đau tim mà chết, chủ minh chứng cho việc người thế giới bên kia đã chết. Điều hối tiếc nhất là anh đắn không nói ra được lời yêu khi còn sống. Clip cuối cùng chị quay, khuyên sẽ vượt qua thử thách mà thế giới này tạo ra và cũng mong những người xuyên không ở đây sớm về nhà của mình. Ta lê rủ quen vào nhà mình ngủ, lên giường ta lê bắt đầu liên thiên sợ mình sẽ giống như chị. Quen an ủi ta lê sẵn tiện ôm con ghệ tương lai. Phim cũng đã hết tập 6, chúc mọi người xem phim vui vẻ. Nhớ cho mình một đăng ký và một like để mình có động lực làm những video khác nha.